nhỉ? Đây có 3 hóa trang này. Yeah. Southern Art Club, nơi đánh dấu sự trở lại với hoạt động âm nhạc của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chúc mừng năm mới anh. Chúc năm mới nhá. Năm mới chú ạ. Xin chào chị La Phạm. Xin chào Mỹ Lan. Mọi người đã đông đủ ở đây thế này. Chúc năm mới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Chúc mừng năm mới cô chú.